Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Đào Hồng Lan và chuyện nhân sự thâm cung của Đảng. Việc Đảng bổ nhiệm bà Đào Hồng Lan ngồi vào chiếc ghế quyền Bộ trưởng Bộ Y tế vừa qua cho thấy vấn đề về nhân sự của Đảng đang bị rắc rối và đi vào bế tắc. Đảng đang rất lúng túng, chọn bừa người kế nhiệm, không cần biết đến hệ lụy quốc gia và phản ứng của dân chúng ra sao. Lâu nay, nhiều cán bộ đảng viên có chuyên môn được tô chát học hàm, học vị cao ngất, được Đảng quy hoạch thì lại là những kẻ nhúng chàm, tham nhũng, ăn không chừa một thứ gì. Việc này bị bại lộ khi họ phải ra tòa. Số còn lại học hành chấp vá, năng lực không có, nhưng theo phe nhóm chính trị vẫn leo lên đỉnh cao của quyền lực. Bản chất gia đình trị phong kiến biến tướng của vương triều của Đảng đã được hình thành như thế. Đây là hình ảnh gia tộc quyền thế Lê Thanh Hải. Vào tháng 5 năm 2016, khi đó mới nhậm chức bí thư thành phố Hồ Chí Minh, ông Đinh La Thăng đã đề nghị ban bí thư chỉ định Lê Trương Hải Hiếu giữ lại chiếc ghế phó bí thư quận ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân quận 12, tham gia ban chấp hành đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2015-2020, mặc dù trước đó Hiếu bị đại hội đảng gạch bỏ tên. Việc này chỉ là lời vừa lòng Lê Thanh Hải, cựu bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Hà Nội được xem là nơi tranh giành quyền lực khốc liệt nhất hiện nay. Vào năm 2015, khi đó, nhân vật gây nhiều tranh cãi là tướng Nguyễn Đức Chung, tức Chung Con, chỉ sau một đêm đã xoay được ngược tình thế, trở thành quan phụ mẫu của thành Đại La. Được sự giúp sức của hai ủy viên Bộ Chính trị là Lê Hồng Anh và Phạm Quang Nghị, từ Giám đốc Sở Công an, Chung Con đã loại bỏ tất cả các ứng viên là đối thủ nặng ký để nhảy tót lên ngồi vào chiếc ghế phó bí thư thành ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Nguyễn Đức Chung bản chất rất khó lường, sắp xếp nhân sự các sở ngành là người dường như của ông ta để dễ bề cai quản ở đây, và cái kết với Nguyễn Đức Chung như vậy đã tất yếu xảy ra. Miền Trung lại là vùng đất nắng gió, cũng là nơi ban phát bổng lộc cho những kẻ ma đầu. Gần 20 năm nắm quyền cai trị tại Đà Nẵng, Nguyễn Bá Thanh xây dựng đế chế riêng của ông ta. Sau cuộc quyết đấu với tướng Trần Văn Thanh vào năm 2000, toàn bộ nhân sự thành ủy viên, đại biểu Hội đồng Nhân dân, đại biểu Quốc hội, các phó trưởng phòng trở lên trong hệ thống Sở Công an v.v. đều qua Nguyễn Bá Thanh tuyển chọn và duyệt. Thanh đưa những người bạn bè, quan hệ đồng hương, bà con với ông ta về nắm giữ lãnh đạo cấp ủy trong hệ thống chính trị, huyện, các sở ban ngành, các ban quản lý đầu tư quan trọng của thành phố. Đây là thông tin được chia sẻ. Và quay lại chuyện Đào Hồng Lan, bà Lan từng là trợ lý của Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Ngân khi bà Ngân làm Bộ trưởng Bộ Lao động và Thương binh Xã hội từ những năm 2007 cho đến năm 2011, và là con dâu của cựu Cục trưởng Cục Dự trữ Quốc gia. Đích thân bà Ngân đã đỡ đầu và giới thiệu Đào Hồng Lan vào Ủy viên Dự khuyết Trung ương khóa 11 và Ủy viên Trung ương khóa 12. Đây là những thông tin nội bộ được chia sẻ. Và bà Lan sẽ đi đúng lộ trình mà bà Nguyễn Thị Kim Ngân đã từng đi qua. Khóa sau, bà Lan sẽ tranh vé vào Bộ Chính trị, ngồi vào chiếc ghế Phó Thủ tướng hoặc Phó Chủ tịch Quốc hội quyền lực. Và chỉ những kẻ không phải hạt giống đỏ và dường như ít trí tuệ mới tin rằng mình có cơ hội leo cao. Đây là hình ảnh còn lãnh đạo, làm lãnh đạo là phúc của dân tộc, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Quyết Tâm đã phát biểu khi phỏng vấn trước đây. Đảng Cộng sản vốn nổi tiếng kiêu ngạo, họ cơ cấu quyền lực quốc gia như mô hình hợp tác xã vậy. Đảng viên cho dù chưa từng là bác sĩ, thậm chí chưa từng là y tá vẫn có thể cầm dao mổ. Cán bộ không là kỹ sư xây dựng vẫn có thể lập quy hoạch thành phố. Hạt giống đỏ học hành không ra chữ nào vẫn có thể đứng trên bục giao giảng và chỉ đạo. Thần dân các nhà chuyên môn ngoài đảng phải cúi đầu nghe theo. Và những người dưới quyền đành chấp nhận và lãnh đủ. Đảng đã ăn trên ngồi chốc nhưng phủi mọi trách nhiệm về mình. Nếu vì rút chuyên môn mà gây ra hậu quả nghiêm trọng, gây thiệt hại hàng ngàn tỷ thì lãnh đạo nhận khiển trách, cảnh cáo, cách tất cả các chức vụ đã có hoặc khai trừ là xong. Được biết, còn nhớ vào ngày 23 tháng 11, trước đây phiên tòa xét xử vụ án Bảo Kê đánh bạc, ông tướng Công an Nguyễn Thanh Hóa
là cựu cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao C50 cũng phải thừa nhận rằng: "Tôi không am hiểu gì về công nghệ nhưng cũng cố gắng hết mình. Tôi mong muốn xây dựng lực lượng hùng mạnh có thể được đương đầu với bất cứ loại tội phạm nào." Ông Hóa cũng cho biết tạo hóa cho ông bộ não quá bé nhưng lại cho ước mơ quá lớn, nên trên nền nhận thức bé nhỏ để rồi vi phạm pháp luật. Những câu trả lời ngô nghê của ông Nguyễn Thanh Hóa thực sự đã lột tả hết công tác nhân sự rất khôi hài đến lỗ bịch của Đảng mà người đứng đầu là ông Tổng Bí Thư phải chịu trách nhiệm. Cái gọi là giới thiệu quy trình hoặc là quy hoạch cán bộ hoặc là bầu chọn cán bộ vân vân chỉ là trò lừa đảo mị dân, trò bịp trong thể chế của Đảng Cộng sản mà thôi. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Chủ tịch Phúc quyết chiến quyết trụ, ông Tô đang thế thắng thì bị ông Chủ tịch lật kèo. Ông Tô Lâm đang trên đà thẳng tiến, nắm trong tay bộ máy điều tra để moi ra sai phạm của Việt Á. Việc moi ra sai phạm liên quan đến người nhà ông Chủ tịch là một lợi thế cho ông Tô Lâm. Bởi đến tháng 10, khi mà Hội nghị Trung ương lần thứ 6 của Đảng diễn ra, Bộ Chính trị sẽ cáo buộc sai phạm của ông Chủ tịch và ép ông từ chức. Đó là điều rất có ý nghĩa với ông Tô, có thể nhắm vào cơ hội này để thế chỗ. Trước khi Đại hội 14 diễn ra, ông Tô phải giành bằng được chiếc ghế tứ trụ thì ông mới có thể tiếp tục sự nghiệp chính trị cho nhiệm kỳ sau bởi suất đặc biệt giống như ông Trọng vậy. Đây là hình ảnh ông Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an của Việt Nam. Theo như thông tin được tiết lộ thì ông Tô Lâm, Bộ trưởng đang chuẩn bị rất kỹ kết quả điều tra để chiến đấu với ông Chủ tịch Phúc vào Hội nghị Trung ương thứ 6 sắp diễn ra vào thời gian tới. Sau khi bắt Chu Ngọc Anh và Nguyễn Thanh Long, phía ông Tô Lâm đã có những đoạn ghi âm cuộc gọi giữa vợ ông Phúc với vợ ông Long và Phan Quốc Việt cùng với những người khác. Con đường chính trị đang diễn ra tốt đẹp, thì đột nhiên ông Tô Lâm lại dại dột để dính vào một vụ án bê bối khác. Lần này cũng là phía Đức khui ra, đó là vụ hộ chiếu mới có bìa xanh màu tím than. Nó ngày một lan rộng tại châu Âu. Vụ này ông Tô Lâm đang bí đường xử lý. Như tờ Thời báo.de đã đưa tin, ông Tô Lâm nếu thừa nhận hộ chiếu mới là sai sót thì có nghĩa là ông cũng thừa nhận trước Bộ Chính trị là ông đã thiếu trách nhiệm, gây hậu quả rất nghiêm trọng. Còn nếu quyết định cứng cọ hứng đầu không thừa nhận thì các quan chức, con em các quan chức đang du học, đang du lịch và đang làm việc tại Đức cũng như các nước châu Âu khác nhờ cha mẹ của người thân áp lực lên trên, và hiện nay Bộ Chính trị đang phản ánh rất nhiều sai phạm của Tô Lâm để xảy ra sự việc nghiêm trọng này. Hôm nay Tây Ban Nha cũng đã công bố không cấp visa cho hiệp sĩ đó. Và hiện nay ông Tô Lâm đang nắm bằng chứng về vợ ông Chủ tịch có dính áng đến Việt Á. Ông Chủ tịch thì có thể vận động Bộ Chính trị và Trung ương Đảng khoét sâu vào sai phạm của ông Tô Lâm. Cả hai đang nắm yếu điểm của nhau và chẳng bên nào dám ra đòn trước bên nào. Vì thế đang có dấu hiệu cầu hòa giữa hai bên. Khả năng này rất cao. Trong mấy ngày qua, ông Chủ tịch Phúc đang tranh thủ lấy lại vị thế. Sau nhiều tháng ngày không được tiếp xúc với các vị khách quốc tế, thì giờ ông lại được xuất hiện ở phiên họp thứ 3 Hội đồng Tư vấn Kinh doanh APEC, viết tắt là ABAC tại Quảng Ninh, với một phong độ tràn đầy tự tin. Trước đó, ông Phúc còn tiếp Tổng giám đốc điều hành Ngân hàng Thế giới. Đây là hình ảnh vợ ông Chủ tịch Phúc rất may mắn khi ông Tô Lâm bị sẩy chân vào vụ hộ chiếu. Nhưng ngày 27 tháng 7 vừa qua, ông đến dự hội nghị Người có công với cách mạng do công an tổ chức, Bộ trưởng Tô Lâm chủ trì. Tại đây, ông Phúc có những bài phát biểu ghi nhớ công ơn các chiến sĩ công an, mang hàm ý nhắn gửi ông là người luôn biết ơn và nghĩ đến các chiến sĩ công an. Tiếp đó, ông Phúc cùng Tô Lâm dự cầu truyền hình khúc tráng ca hòa bình, có mặt các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Việc ông Chủ tịch và ông Bộ trưởng đứng cùng nhau như thế, người ta đánh giá hết 90% là hai ông này đang cố bắt tay để cầu hòa. Sự ngừng lại của Bộ Công an, việc ông Phúc đón tiếp khách quốc tế và việc ông dự hội nghị công an là một dấu hiệu tạm đình chiến. Việc ép ông Phúc phải nhận kiểm điểm vi phạm 19 điều đảng viên không được làm là để người thân lợi dụng ảnh hưởng trục lợi đã không thành vì ông Tô Lâm để sẩy chân vào phút chót. Tần suất xuất hiện của ông Phúc dày đặc trong mấy ngày vừa qua chính là sự trỗi dậy không những để vượt qua được tai tiếng trong vụ Việt Á, giúp ông Chủ tịch có thể ngồi tiếp.
Đây là hình ảnh liệu ông Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an có đến cầu cứu ông Tổng tiếp ứng cho hay không. Tính ra việc bắt tay này của hai ông Chủ tịch thắng ông chuyển thành bại, còn ông Tô thì mất cơ hội thay thế ông Chủ tịch ngồi vào ghế thứ nhì trong tứ trụ này. Như tờ Thời báo.d đã đưa tin, ông Tô Lâm rất yếu trong các ngón đòn chính trị. Ông để sảy chân vào giờ phút quyết định thì trách ai bây giờ? Chỉ có thể trách mình, không biết ông có cầu cứu ông Tổng tiếp sức cho hay không.